Đây là một video về điểm tin. Thời gian gần đây thì chúng ta đã có quá nhiều chiếc smartphone được ra mắt trên thị trường. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì Ngọc vẫn sẽ giới thiệu cho mọi người hai chiếc điện thoại đến từ nhà Vivo. Đó chính là chiếc Vivo Z6 5G và chiếc Vivo Apex 2020. Cùng Ngọc xem thử là những chiếc máy này có gì đặc biệt. Nếu anh em đang có quan tâm đến các sản phẩm về công nghệ nhưng lại ngại ra đường vì dịch bệnh đang hoàn thành thì Bạch Long Mobile đã mang đến giải pháp hữu hiệu cho các anh em bằng chương trình Bạch Long Now chọn là giao. Các anh em nào có quan tâm thì ghé qua trang web một chút nhé. Vừa mới đây, nhà Vivo vừa cho ra mắt một sản phẩm mới tinh của họ trên thị trường, đó chính là chiếc Vivo Z6 5G tại thị trường Trung Quốc. Máy được trang bị con chip Snapdragon 765G và được biết đây là chiếc điện thoại đầu tiên của hãng được trang bị con chip này. Ngoài ra thì máy sẽ được hỗ trợ mạng 5G kép. Về phần màn hình thì máy sẽ có thiết kế đục lỗ, sử dụng tấm nền IPS LCD, độ phân giải là Full HD Plus và có kích thước màn hình là 6.57 inch. Vivo trang bị cho máy một viên pin khủng 5000mAh, có hỗ trợ sạc nhanh Super Flash Charge 44W và có cổng sạc Type-C. Cụm 4 camera của Z6 sẽ được đặt dọc và được đặt trong module hình chữ nhật tương tự như Samsung và có độ phân giải 48MP và một camera selfie 16MP. Máy sẽ được trang bị công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng. Chúng ta sẽ sử dụng hệ điều hành Android 10 với giao diện FunTouch OS 10 và được trang bị cảm biến vân tay một chạm ở mặt lưng. Z6 sẽ có 3 tùy chọn màu sắc là tím, đen và bạc và sẽ được mở bán vào ngày 29 tháng 2 cũng như là chúng ta sẽ được đến tay người dùng vào 8 tháng 3. Được biết thì máy sẽ có hai phiên bản bộ nhớ là 6GB 128GB, 8GB 128GB với mức giá từ 7,6 triệu đồng. Tiếp nối đó, Vivo cũng cho ra mắt dòng concept của mình, đó chính là chiếc Vivo Apex 2020 dùng để phô trương những công nghệ tiên tiến nhất của hãng. Được biết, đây là chiếc điện thoại được cho là độc đáo và mang hơi hướng tương lai, tích hợp hai công nghệ đã làm nên tên tuổi của hãng. Điểm đặc biệt của máy là về phần màn hình, máy sẽ có màn hình là 6.45 inch độ phân giải Full HD Plus và sẽ trang hoàn toàn qua hai cạnh. Chính vì vậy là chúng ta sẽ không có nút bấm vật lý nào cũng như là không có cổng kết nối nào trên máy. Và phần màn hình này cũng sẽ không có bất kỳ một khiếm khuyết nào khi phần camera selfie của máy đã được ẩn dưới lớp màn hình. Nếu như mà chất lượng của phần màn hình cũng như camera này mang lại đến chất lượng tốt thì đây là sẽ là một trong những sản phẩm nổi bật nhất năm của nhà Vivo. Mọi vấn đề về cổng sạc sẽ được giải quyết khi Vivo tích hợp công nghệ sạc nhanh không dây 60W tiên tiến nhất trên thị trường cho máy. Và chúng ta sẽ không biết được dung lượng pin của máy khi hãng chưa công bố. Một điểm đặc biệt nữa về phần camera khi Vivo tích hợp công nghệ chống rung tiên tiến dạng gimbal cho camera chính có hiệu quả lên đến 200% so với chống rung quang học OIS truyền thống trên các smartphone hiện nay. Và đi kèm với đó thì máy sẽ có khả năng zoom quang 5-705x và chúng ta sẽ không sợ bị rung tay. Về cấu hình thì máy sẽ sử dụng con chip Snapdragon 865 có hỗ trợ 5G và máy sẽ có dung lượng là 12GB, 256GB. Tin buồn vì đây là một sản phẩm concept cho nên là có thể nó sẽ không được thương mại hóa trên thị trường. Tuy nhiên là sau này nếu Vivo có ý định bán chiếc điện thoại này ra thị trường thì có thể nó sẽ được đổi tên và thuộc dòng Vivo Next với thế hệ thứ tư. Bạn nghĩ sao về các sản phẩm mới của nhà Vivo? Đừng quên comment ở phía bên dưới cho Ngọc biết về quan điểm của các bạn nha. Và video đến đây là hết rồi. Nếu bạn thấy hữu hiệu thì đừng quên nhấn like, share cùng với subscribe kênh giúp Ngọc. Bye bye mọi người, hẹn lại mọi người trong những video sau.